Bác gọi cháu đến có chuyện chí đó bác. Tôi nghe dòng chị là tôi biết chị mới ở quê lên rồi. Con trai tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Ngân Thị, đã có hôn ước với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lê Thị rồi. Chị muốn lấy bao nhiêu tiền để bỏ hận thì chị nói thẳng luôn đi. 100 triệu bác ạ. 100 triệu á? Rồi thì thôi, chúc hai đứa hạnh phúc. Ai ơi mà. Em. Chị đó anh. Nếu mà dư anh không đi ô tô mà là đi xe đạp thì liệu em có đi với anh không? Tất nhiên là không rồi. Đúng là cái bọn con gái bảy thì đứa mốt cũng như đứa mốt. Tao ghét nhất là cái loài con gái thực dụng ở rửa. Cút xuống xe. Bố ơi, bố tuyển tài xế kiểu chi rồi? Thằng này bị điên rồi. Cả lớp cho cô biết ai đã ăn cắp nỏ thân của An Dương Vương. Cả lớp không có ai biết à? Màn Tung, đứng dậy trả lời cho cô. Ai đã ăn cắp nỏ thân của An Dương Vương? Cô ơi, em thề là em không ăn trộm ăn cắp nỏ thân. Trong lớp cũng không có bạn nào ăn cắp mua cô à? Thầy à, học sinh dư kém quá đấy. Em hỏi là ai đã ăn cắp nỏ thân của An Dương Vương mà không có bạn mua biết cả. Em phải làm răng đây thầy. Tệ đến mức đó à? Học sinh đã tệ rồi mà cô cũng không biết cách xử lý à? Kêu cái anh Vương đó viết báo cáo đi, rồi để nhà trường xuất quỳ cho mà đền mua cái nọ khác. Chứ đừng có làm tạm lệ mang tiếng nhà trường. À, Thơm. Anh. Bình đi nhìn ngon lành canh đào ấy. Bình đi chở anh đi. Từ từ đã anh, để cho em lớn thêm tí nữa đã. Khiếp đó, lần mà anh đòi em cũng nói từ từ, đợi em lớn thêm một tí nữa đà. Anh thấy em lớn rồi đó. Chưa mô, để em lớn thêm tí nữa đà. Thôi được rồi em à. Chưa được mô. Khi mô gặp em anh cũng đòi, khi mô gặp em anh cũng đòi. Đòi suốt rồi. Trời à, nợ anh có 200 nghìn. Từ cái hồi cấp 1 đến dư. Dư con đẻ hãi lửa rồi mà khi mô anh hỏi cũng từ từ. Lần mô cũng từ từ, đợi em lớn thêm một tí nữa. Này đi mất đâu, đáng hỏi mà. Thơm, này, này. Chào hai vợ chồng. Dạ anh à. Chú giỏi đó thầy, mới cười vợ đấy mà dư làm được nhà to đẹp là rí rồi. Chồng em có giỏi chi mô anh, đó là nhờ các bạn hàng xóm xung quanh với anh em giúp đỡ nên mới có nhà ăn rí thôi. Vợ thấy người ta ăn nói khéo léo chứ nè, nhìn đó mà học hỏi nha. Một năm sau. Hai đứa đến rồi à? Dạ, nhà em mới đến. Quá, thằng cu đây à chị? Nhìn em bé đáng yêu hay anh chị hay? Anh giỏi thật, đè được thằng cu khẩu khỉnh đẹp trai quá. Ừ em ạ, nhưng mà cùng mấy có các bác hàng xóm giúp đỡ nhiều nữa. Hả? Ai mà. Vơi, vợ, máy quá vơi. Có chuyện gì mà máy mà mừng rồi anh? Thế này anh chạy đi tập thể dục á, anh vấp đúng hơn đã, lật luôn cái móng chân cài, gãy luôn cái ngón chân út. À, rửa mà anh nên kêu máy được. Máy cái gì đó mà máy? Máy chưa đang không máy. Khi sợ vợ nhủ anh xỏ cái dây mới mà đi tập, nhưng mà anh không xỏ. Nếu mà anh nghe lời vợ không phải là dư sửa hết cái dây ra. Hay hốt mà. Em ơi, anh tặng em này. Em cảm ơn.
Con anh khen em đẹp gái lắm. Thật à anh? Thật chứ. Hận muốn em làm mẹ của Hận. Nhưng mà anh có con đấy à? Không, nếu như mà em đồng ý thì anh sẽ sắp xếp một cuộc hẹn 9 tháng 10 ngày nữa em sẽ được gặp Hận. 6 tháng được không anh? 6 tháng thì mình chỉ được 6 tháng thì có mẹ em. Ôi anh ơi! Anh ơi! Tối nay anh không thèm về em không? Ở nhà mà ngủ một chắc đi. Giỏi thì anh đừng có về nữa. Anh không về tối tôi kêu anh hàng xóm qua ngủ. Lo chứ. Mới sáng sớm có việc chứ đó anh. Hàng xóm với nhau chỉ đừng có điều ở đấy nhá. Túi người cánh ngoài sân cả đêm, không dám chập mắt một giấy một cả. Không nghe thấy anh nha đi về, mà đáng chi cũng kêu tôi sang ngủ. Hả? Hay ôi mà. Em, dán cho anh cậy cương lực. Dán đi. Dạ dạ dạ, em dán dư đó anh ạ. Hút thuốc đấy có cán chi không em? Dạ không cán chim á. Em mới đi du lịch về. Cả tuần đi rồi em không nghe mùi vị chi cả. Ơ, hai vợ chồng đi mua đó. Anh em bàn tán đấy. Ơ anh, bàn tán đang mang lại tập hành. Thằng này ngay trừ hành xùi anh lại em đó. Hay hốt mà.